Ly hôn, mẹ chồng bức xúc đòi vàng, con dâu bắt đền trả đời con gái. Câu chuyện chia tay đời qua chẳng còn xa lạ với mọi người, đồng thời cũng không ít tình huống giờ khóc giờ cười liên quan tới vấn đề này đã xảy ra. Không chỉ với những đôi yêu nhau, mà ngay cả những cặp vợ chồng, dù từng nắm tay nguyện thề, từng đầu ấp tay gối, nhưng khi hết yêu cũng sẵn sàng đặt lên bàn cân để tính toán thiệt hơn, đòi lại tiền vàng của hồi môn. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện qua lại giữa người phụ nữ được cho là mẹ chồng và nàng dâu, cùng với sự có mặt của hai bên gia đình nội ngoại, khiến người ta vô cùng ngán ngẩm. Theo những gì người trong cuộc chia sẻ, cặp đôi vừa mới lấy nhau được một thời gian, nhưng không hiểu vì lý do gì, họ lại quyết định đường ai nấy bước. Sau những mâu thuẫn vợ chồng, cuối cùng người phụ nữ được cho là mẹ chồng đã tìm đến tận gia đình nhà gái để nói chuyện phải trái. Trong cuộc nói chuyện, cô con dâu đã thẳng thắn nói với mẹ chồng, nếu như mẹ muốn lấy lại vàng, con cũng vẫn trả được. Nhưng vậy thì mẹ đền cái trinh tiết cho con trước đi. Trước pha phản pháo của con dâu, ba mẹ chồng tiếp tục đáp lời. Con nói trinh tiết, hãy hỏi chồng con ngày cưới về con còn trinh hay không. Khi ấy chồng con nói con không còn trinh nữa nhưng mẹ vẫn yêu thương, chiều chuộng con như con gái. Mẹ nói cái đó không quan trọng, tình thương mới là quan trọng. Con không còn trinh tiết với thằng T nữa nhưng mà mẹ vẫn thương con. Con dâu tiếp tục hỏi vặn lại mẹ chồng, sao mẹ biết con không còn trinh tiết với anh T? Thì được mẹ chồng khẳng định con trai chính là người đã nói cho mình biết điều này. Ngay sau đó, một người đàn ông ngồi ở bàn cũng lên tiếng đề nghị về việc chia lại hồi môn khi cưới. Bây giờ không nói cái đó nữa, hồi trước bên nội cho bao nhiêu, bên ngoại cho bao nhiêu ghi ra, làm đơn thư ra tòa. Cuộc trò chuyện sau đó, người mẹ chồng cũng kể chuyện về cuộc sống sau kết hôn và tiết lộ lý do khiến vợ chồng con trai đổ vỡ, chia tay. Người mẹ vẫn nói chuyện chậm rãi. Con lấy vàng rồi cùng mẹ con về trên này. Mãi tối mẹ không thấy con về mới gọi điện cho bà Xui hỏi con có dưới đó không, thì bảo là có, nó mới đi chợ về. Sau đó mới nghe thằng T nói, mẹ xuống tận nơi hỏi thì con mới nói, con thích ở trên này, con không thích về ở nhà ba mẹ. Mẹ mới nói con ơi không được, mới cưới mới về, con nói là giờ không về nữa. Mẹ mới hỏi, mới phân tích cho con nghe là con bất mãn nhà chồng chuyện gì, thì con nói là bất mãn tiền cưới mà bên ngoại bên nội cho. Mẹ mới phân tích cho con nghe tiền đó là người ta giàu có người ta cho con, còn như ba mẹ không giàu có thì để tiền đó cha mẹ xoay sở. Bữa nữa mùng 4 Tết, mẹ mới kêu con ra nói, gia đình cũng không dư giả gì nên hai vợ chồng con bí thì nhiều ba mẹ cho 20 triệu, ít thì cho 10 triệu, kêu hai con ra ngồi nói chứ đâu phải ba mẹ áp lực con chuyện gì. Tuy nhiên cô gái sau đó liền hỏi lại mẹ nói cho hồi nào, thì người mẹ chồng khẳng định có nói hôm mùng 4 Tết vừa rồi. Sau đó người mẹ chồng cũng quay ra phân trần với ông Xui ra. Rồi nói chuyện đó xong, anh Xui nói cái tiền đó cho con là cho con. Tôi mới nói là nhà người ta khá giả thì người ta cho, còn gia đình tôi thì eo hẹp. Anh Xui vẫn nói tiền đó là phải cho con, rồi còn vàng cưới thì phải gom bán đặng bỏ vào ngân hàng. Rồi mẹ mới nói là không có được, vàng cưới đó là để con gái làm kỷ niệm. Tuy nhiên, ngay sau đó bên Xui ra đã phủ nhận và cho rằng mình không hề nói thế. Tuy nhiên người mẹ chồng vẫn khẳng định tôi không có đặt điều. Sau đó cũng nói thêm về tiền nạp tài khi cưới vợ cho con. Ngày cưới về tôi cũng nạp tiền 40 triệu. Tôi lên hai họ nói cho con dâu 5 triệu để sắm quần áo, nhưng về thì thấy có quần áo đâu. Ngày cưới về là con trai tôi phải đi mua đồ về, rồi cái ngày hai mấy Tết thấy không có đồ tôi cũng đem cho hai vợ chồng nó 2 triệu để đi mua quần áo mặc. Ngày mùng 2 Tết anh quay lại nói tôi là thấy con anh ăn mặc đồ vậy, tôi đi chợ nên tôi không có biết. Chẳng biết sau đó lời qua tiếng lại ra sao, nhưng câu chuyện đòi hồi môn, vàng cưới kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Thậm chí, người phụ nữ được cho là mẹ cô gái còn thu dọn bàn ghế đuổi Xui ra về và yêu cầu ra tòa giải quyết. Giờ không nói nhiều gì hết á, mấy người ra khỏi nhà tôi. Thế vậy, một người phụ nữ đàng trai mới lên tiếng, Xui ra vậy thì còn tình nghĩa gì nữa. Mặc dù chưa biết kết cục của màn chia tài sản như thế nào, song đoạn clip đã khiến dân mạng đua nhau tranh luận. Nhiều người ủng hộ mẹ chồng nhưng cũng không ít người bảo vệ cô con dâu. Khi đã tặng hồi môn thì không nên đòi lại, còn anh chồng lại để bụng chuyện trinh tiết của vợ là điều không nên. Không rõ sự việc trên sau đó được giải quyết ra sao, nhưng câu chuyện hiện vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.